Alo, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 328 298. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân biệt hàng thật hàng giả của sản phẩm để tóc Blank cho mọi người xem nhé. Và để tóc Blank thì nó sẽ có serum trị mụn, serum trị nám và thải độc để tóc Blank. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ phân biệt cái sản phẩm serum trị mụn để tóc Blank để các bạn có thể nắm bắt được đâu là sản phẩm chuẩn và đâu là sản phẩm nhái, để khi mà đặt hàng chúng ta có thể mua được hàng chuẩn chính hãng. Bởi vì sao, hiện nay đối với những sản phẩm nào nó vừa hot vừa bán chạy vừa dùng hiệu quả thì bao giờ nó cũng có hàng nhái, đúng không ạ? Đấy, làm sao mà để khách hàng mua được hàng chuẩn thì đó là cái mục tiêu của mình. Đó, thì các bạn thấy là trên tay mình đây là hai cái sản phẩm để tóc Blank, hàng giả và hàng thật. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kiểm tra nhé. Đối với hàng chuẩn và hàng nhái thì khi mua về các bạn sẽ thấy là về cơ bản thì nhìn qua thì nó rất là giống nhau. Nếu mà bạn nào lần đầu tiên sử dụng hoặc là khi mà các bạn mới mua về thì các bạn thấy là rất là khó. Tuy nhiên thì chỉ cần để ý một tí thôi các bạn sẽ biết. Và các bạn nhớ theo dõi kỹ video một tí là các bạn phân biệt được thôi. Nếu mà cầm vào hàng chuẩn các bạn sẽ thấy là cái độ bóng của nó cao hơn, sờ vào độ trơn. Sau đó là các bạn thấy là nặng tay hơn. Đó, các bạn thấy nặng tay hơn. Đấy, nặng tay hơn. Còn đối với hàng nhái thì cầm vào nó có cái độ lỏng lẻo, không nặng tay, không chắc tay và màu xanh của nó thì nó nhạt hơn. Đây mọi người nhìn thấy màu xanh khác nhau này. Đấy, màu xanh nhạt hơn. Nhìn thấy cái chữ này thì mọi người sẽ thấy là đối với cái chữ hàng chuẩn ấy nó sẽ là hàng xanh đậm hơn so với hàng nhái, và màu xanh của cái sản phẩm nó cũng đậm hơn, nó đẹp hơn. Đấy, và bên này mã QR của sản phẩm chuẩn thì nó cũng đậm hơn, đen hơn, và sản phẩm nhái thì nó mờ hơn, bởi vì đây là cái chế độ in theo. Khi mà mua về thì bạn sẽ thấy là trên này nó có phần phủ bạc, đúng không ạ? Đấy, phần phủ bạc như thế này mọi người sẽ cào ra cho mình. Đấy, mọi người sẽ cào ra cho mình. Hai cái thì các chúng ta đều cào ra nhá. Hai cái thì chúng ta đều cào ra. Đấy, sản phẩm chuẩn này có mã luôn ở đây này. Sản phẩm nhái thì mình không nhìn thấy mã gì cả. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, không nhìn thấy mã gì. Đó. Khi mà các bạn mua cái sản phẩm này về rồi, cào được mã ra rồi thì bây giờ các bạn hãy tải phần mềm vừa map về. Đấy, tải phần mềm vừa map về. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người check nha. Đây, tải phần mềm vừa map về rồi đúng không ạ? Thì chúng ta bây giờ bắt đầu check này. Đối với hàng chuẩn thì đầy đủ mã như thế này rồi. Đấy, cái có một cái sản phẩm này mình hôm trước ấy, mình gửi cho một bạn. Bạn bảo là hàng của mình là hàng nhái. Thì mình giải thích như thế nào bạn không nghe. Đó. Thì tại vì là mình chưa biết là bạn ấy là bạn ấy bảo là em tải phần mềm vừa map rồi, em check mã code rồi mà nó không ra. Đó, thì bây giờ mình mới biết là bạn ấy check bằng mã code ở bên dưới này. Đấy, cái tác dụng của người ta là người ta phủ bạc cái mã code ở trên này ra, là các bạn thấy là phủ bạc, thế là phủ bạc không thì à, nó không có cái tác dụng gì à. Phủ bạc là để cho mọi người khi mà nhận hàng, mọi người có thể cào mã ra, mọi người có thể check được cái mã đấy, chứ còn mở ra thì nhiều khi là người ta check mất rồi đúng không ạ? Đấy, đây mọi người chỉ cần cào cái mã đấy ra, sau đó là cái mã code nó đầy đủ như thế này thì chúng ta bắt đầu check. Đấy, đây sản phẩm để tóc Blank chính hãng Pale Atnet Blank. Đây, nó ra rồi, ok chưa? Nó ra rồi đúng không ạ? Đấy, nó ra rồi, ok chưa? Và cái mã trên này nó sẽ ghi cho bạn là 688530829SMV0K1. Các bạn xem nó có đúng với cái mã này không? Đấy, đúng chính xác 100% nha. Đọc cho các bạn xem này. 688 này, 688530829SMV0K1. Đấy, các bạn sẽ thấy trùng mã chưa? Ok chưa? Còn đối với hàng nhái này, các bạn sẽ kiểm tra cho mình nhá. Không tìm thấy sản phẩm này trên hệ thống. Đó, các bạn thấy chưa? Hàng nhái, hàng giả, các bạn tải phần mềm ra một cái là các bạn check được ngay có gì đâu. Hàng mình bán hàng chuẩn bao nhiêu năm nay chuyên phân biệt cho khách hàng rồi. Mà có bạn bảo là không đúng hàng chuẩn thì mình không biết nó một lời gì luôn. Đó, bây giờ mình bóc ra kiểm tra hàng bên trong cho bạn xem nhá. Tem trên này nó là một cái tem trắng như thế này nhá các bạn nhá. Đó. Bên trong này tiếp tục mã phủ bạc, trên trong này các bạn tiếp tục cào ra cho mình. Đấy. Tiếp tục cào ra. Thì nó nếu mà các bạn không check bên ngoài được thì các bạn sẽ check ở bên trong được. Còn đối với hàng nhái thì nó không có, cái này quá dễ phân biệt rồi. Bên trong nhìn phát biết ngay. Đối với hàng chuẩn mọi người sẽ thấy này, cái chữ để Việt Mi Cosmetic. Đó, các bạn sẽ thấy là nó chữ nổi hai bên như thế này luôn, rất là đẹp. Còn đối với hàng nhái thì nó không có chữ nổi gì cả. Đấy, và nó có chữ nhãn, dán nhãn này, tem tiếc đầy đủ tất cả luôn. Hàng nhái thì nó không có, và nhìn serum của nó này. Vừa ít, vừa loãng, vừa sủi bọt lên. Đấy, các bạn thấy kinh khủng không? Đấy, còn hàng chuẩn này, các bạn sẽ thấy là serum của nó ấy. Đấy, mình bây giờ mình bóc ra mình test cho bạn nhá. Đấy,
xe zoom của nó này, nó thơm và có cái độ mùi the the đấy, tức là nó có vị mùi, các bạn biết là cái mùi của nó, cái thành phần của nó có cái vị chiết xuất là cái giống như là cái kiểu là từ bạc hà đó mọi người đó, nên là mọi người sẽ thấy là rất là ok đúng không? Đây mình thử check ở bên trong này xem có ra không nha. Đấy, tiếp tục ra. Đấy. Chiết xuất từ lá cỏ hổ, trà xanh và provitamin B5. Đó, các bạn thấy để tóc blind. Đấy, giá của nó niêm yết là 360.000 nha mọi người. Đó, và cái sản phẩm đây nó đầy mà cái serum của nó này. Vị thơm, nhẹ, mát. Đấy. Thoa vào da tay này. Đấy. Thoa vào da tay có một cái độ gọi là độ bóng, độ 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 bóng và cái độ dính dính của nó một tí nhá. Còn đối với hàng nhái thì cái này nó quá dễ phân biệt rồi, mình không muốn thoa vào trên da tay của mình. Ngửi mùi thì nó đậm hơn so với cái hàng 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 chuẩn nha mọi người. Đấy. Hàng chuẩn thì mọi người thấy là làm nó đẹp từ bên trong bên ngoài luôn, nhìn cái vỏ đã biết ngay hàng chuẩn rồi đúng không ạ? Đó, các bạn thấy hàng khác hẳn luôn. Đấy, nên là nếu mà bạn nào mà còn muốn phân biệt hàng thật hàng giả thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình phân biệt rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là cái chai đầu tiên mà mình bị cái bạn này là bạn bảo là check không được, bạn này bảo là mình bán hàng nhái là bạn gửi về, nên là mình bóc ra mình phân biệt cho các bạn đây, chứ còn không có phải là tự dưng mà mình đi bóc cái sản phẩm ra đâu đó. Nên là bạn ấy mà nếu mà xem được cái video này thì là mình nghĩ là các bạn mẹ mình bạn nên xem lại đi, mua sản phẩm gì cũng vậy nên tìm hiểu kỹ sản phẩm đi nhá, xin tìm hiểu sản phẩm kỹ, không biết thì cũng phải hỏi đó, chứ không có phải đánh giá bừa bãi đâu. Hàng nhái nó lại còn có cả cái lỗ ở bên dưới này, hàng chuẩn thì nó chả có luôn các bạn đó, thấy chưa? Chai to đối với sản phẩm chuẩn nhìn nó to nó nặng khác hẳn luôn, nhãn mác các thứ đầy đủ hết, hàng nhái này nhìn vào các bạn biết ngay có cái gì đâu mà phải so sánh nhiều đấy. Nếu mà còn thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình để mà mình tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Ok, xin chào cả nhà.